Bạn đã xem chương trình Thành tựu quân sự, chương trình về khí tài quân sự tối tân nhất của Nga. Chủ đề của tập này là Sư đoàn Mãnh thú nổi tiếng của hạm đội phương Bắc. Hãy nhìn những chiếc tàu tuyệt đẹp này, Panzer, Báo Đen và Tiger, Hổ. Chúng tôi cũng có chita, báo ghepa và bò lợn rừng. Đây là những tàu ngầm hạt nhân nổi tiếng của Nga, có thể hoạt động ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chúng có thể đến gần bờ biển châu Phi, châu Mỹ hoặc thậm chí dưới các tảng băng trôi ở Bắc Băng Dương. Tập hôm nay của chương trình Thành tựu quân sự sẽ cho quý vị biết tất cả về chúng. Để hiểu rõ hơn về các anh chàng này, hãy nhìn những chiếc quân hàm vốn đã từng được sử dụng chính thức một thời gian trước. Một chiếc tàu ngầm bị cắn làm đôi, nhấn mạnh tính chất công việc của nó. Im lặng nhưng táo bạo, đó là cách Hổ, báo Ghepa và báo Đen săn mồi trong hoang dã. Các nhân vật chính của chúng ta là những thợ săn bẩm sinh, và chúng không che giấu điều đó. Vì vậy, chúng tôi gọi đơn vị của anh là Sư đoàn Mãnh thú. Có khi nào tên gọi đó để lại ảnh hưởng đến tính cách của những người phục vụ trên những chiếc tàu ngầm này không? Chắc chắn rồi. Bởi vì Sư đoàn Mãnh thú, bản thân nó có nghĩa là các thợ săn. Những người phục vụ trên những chiếc tàu ngầm này là các thợ săn trong cuộc sống và khi làm nhiệm vụ trên biển. Và những con tàu của họ cũng vậy, dùng để đi săn. Tất cả tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân trong Sư đoàn Mãnh thú đều được chế tạo theo đề án 971, còn được gọi là Shchuka-B, cá băng B hoặc Shark, cá mập, theo cách gọi của NATO. Những con tàu ngầm này vì thế đều là những kẻ săn mồi kép. Vì như bất kỳ loài động vật hoang dã nào, tất cả những báo ghepa, Hổ và báo Đen này không cho phép người lạ đến gần chúng. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một cơ hội đặc biệt để thăm một số tàu họ mèo này. Những con tàu này trước đây chưa có nhà báo nào được đặt chân tới. Vì vậy, tập phim quý vị đang xem là độc quyền của chương trình Thành tựu quân sự. Đây là vùng Muman, Gadzhievo, một trong những thị trấn đóng cửa, nơi các tàu ngầm đóng quân và phục vụ. Và đó là nơi đặt trụ sở của Sư đoàn Mãnh thú. Chiếc tàu ngầm số 1 mà chúng tôi được phép đi lên, hay đúng hơn là đi xuống, Panzer, báo Đen. Trong phòng tập thể, điều đầu tiên đập vào mắt quý vị là hình ảnh con báo hoang dã đang nhè nành. Trên các hành lang có những tấm áp phích tương tự tờ rơi tuyên truyền thời Liên Xô, đăng những tấm ảnh tự chụp lên mạng là đang chờ lời chào của kẻ thù. Hoặc nếu tắt phần mềm chống virus, kẻ thù sẽ có được bí mật. Ở đây có một vài tấm áp phích thú vị khác. Tôi xin nhắc quý vị rằng chúng tôi hiện đang ở trên một chiếc tàu ngầm. Ở đây chúng ta có thể thấy các mô tả đặc điểm hoạt động của máy bay NATO. Tại sao lại cần chúng? Mỗi người lính phải biết diện mạo kẻ thù, đặc biệt là những thứ nguy hiểm nhất. Đây là máy bay tuần tra căn cứ. Những thứ này săn lùng anh. Đúng vậy, những chiếc máy bay này trực tiếp tham gia tìm kiếm tàu ngầm của chúng tôi. Và ở đây, chúng tôi cần dừng lại để cho quý vị xem một tấm áp phích khác, cũng là những kẻ đang săn lùng Panzer, báo Đen của chúng ta. Đó là một chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Virginia, tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ. Người ta nói rằng anh biết rõ chiếc tàu ngầm này đến nỗi chỉ cần dựa theo mùi. Chúng tôi đương nhiên biết rõ về loại tàu ngầm này, về cấu hình âm học và tất nhiên bao gồm cả bộ chỉ huy. Virginia là một trong những dự án của Mỹ được thiết kế nhằm bảo vệ các tàu có vũ khí hạt nhân của Mỹ. Đây là những chiếc tàu ngầm lớp Ohio mà tướng John Hayter đã nói vào ngày 18 tháng 3 rằng họ không biết tàu ngầm của chúng ta ở đâu, nhưng chúng có khả năng phá hủy đất nước của họ. Rõ ràng đất nước mà ông ta nói phá hủy ở đây là đất nước của chúng ta, nước Nga. Vì vậy, nhiệm vụ của Panzer, báo Đen giống như các tàu ngầm khác thuộc đề án 971 của Nga là theo dõi từng bước đi của những chiếc tàu ngầm lớp Ohio này, và không chỉ chúng mà nói chung bất kỳ con tàu tiềm ẩn nguy cơ nào khác, bất kể nó thuộc quốc gia nào. Nhưng đồng thời, bản thân Panzer, báo Đen cũng phải bí mật. Sự bí mật các tàu ngầm của sư đoàn Mãnh thú đã được nâng lên mức cao nhất mà không ở đâu có được, và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tàu ngầm, tàu thủy và máy bay cùng đang theo đuổi chúng. Đó là một trò chơi vô tận giữa mèo và chuột, ai bắt ai. Tuy nhiên, chúng tôi biết câu trả lời, Panzer Báo Đen dù gì cũng là một con mèo. Ngay bây giờ, chúng tôi đến thánh địa của các thánh địa, trạm chỉ huy chính. Và ở đây, tại trạm chỉ huy chính, chúng ta sẽ đặc biệt được xem một kịch bản rất thú vị. Một tàu ngầm hạt nhân lẩn tránh máy bay tuần tra căn cứ. Nói một cách đơn giản, chúng tôi sẽ tránh các máy bay của NATO. Vì vậy, mọi con mắt đổ dồn về chỉ huy. Diễn tập không tin liên lạc, đồng hồ 4 giờ đã sẵn sàng. Bắt đầu, căn cứ trung tâm đang nói. Chúng tôi phát hiện một radar máy bay trên phương vị 75, cường độ tín hiệu ở mức trung bình, đang tăng lên. Khoảng cách ước tính 7 km. Đã rõ, chỉ huy, thời gian bay là 7 phút. Tôi đề nghị dựng một rào chắn tròn từ 4 chiếc phao. Bán kính rào chắn là 80 kptop, tương đương 14.816 m. Thế là một lộ trình tránh ở 235 độ. Đã rõ, lặn khẩn cấp, thủy thủ trưởng, lặn xuống độ sâu 50 m, góc nghiêng 5 độ trên mũi tàu. Lộ trình né tránh tại 235 độ. Độ dốc dọc, tức là độ nghiêng, ở góc 5 độ trên mũi tàu có vẻ không nhiều lắm. Nhưng hãy tin tôi đi, con tàu đang lao xuống rất nhanh. Nó trông từ bên ngoài sẽ là như vậy. Độ sâu 11 mét, tàu đang tiếp tục đi xuống. 12 mét, dừng lại, kính tuyệt vọng đã sẵn sàng. Số 0, lúc này thì thủy đoàn đã vào vị trí chiến đấu. Hơn nữa, họ làm việc đó nhanh đến nỗi, thậm chí không phải tất cả các vận động viên đều có thể làm được như vậy. Độ sâu 15 m, nghiêng 4 độ. Tin tôi đi, để chạy qua những hành lang thấp và hẹp này. Độ sâu 20 m, nghiêng 5 độ, tiếp tục đi xuống. Quý vị cần phải có sự khéo léo của một con mèo thật sự. Độ sâu 30 m, góc nghiêng 5 độ trên mũi tàu, tiếp tục đi xuống. Về nguyên tắc, ở độ sâu 50 m, các radar hàng không không thể phát hiện ra tàu ngầm. Nhưng đối với máy bay trinh sát, tại thời điểm giám sát, phi công có thể thả đèn hiệu và con mèo của chúng ta cũng nên tránh chúng. Đồng chí chỉ huy, độ sâu 50 m, tàu đạt độ sâu, hướng 235 độ. Đã rõ, thủy thủ trưởng, giữ tàu ổn định ở độ sâu 50 m, xác lập lộ trình né tránh ở 235 độ. Tất cả buổi đào tạo này được thực hiện chính xác từng giây. Nói như vậy để quý vị hiểu những thủy thủ tàu ngầm của sư đoàn Mãnh thú đã chuẩn bị nghiêm túc thế nào cho những tình huống như vậy. Chính Panzer Báo Đen đã nhận được giải thưởng của Tổng tư lệnh Hải quân về huấn luyện chống ngầm. Đứng thứ nhất trong toàn bộ hạm đội Nga, nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe điều đó, nhưng bản thân ông ấy, Tổng tư lệnh, là một thủy thủ tàu ngầm. Và ông đã là chỉ huy của sư đoàn này, sư đoàn được gọi là Mãnh thú. Ông nghĩ gì về cái tên đó? Anh biết đấy, tôi nghĩ rằng bản thân cái tên theo một cách nào đó đã nói lên tất cả. Bởi vì sư đoàn này có tính cách riêng, tính cách của sư đoàn nữ. Tất nhiên, đó là tính cách của người chiến thắng, tính cách của người tốt nhất trong số những người tốt nhất. Điều này thực sự quan trọng đối với bất kỳ thủy thủ tàu ngầm nào. Đó là một truyền thống tốt đẹp của quân đội, không có chiến dịch nào thất bại hay không thành công. Nhờ những chiến dịch thành công mỹ mãn, 3 người thuộc sư đoàn Mãnh thú cùng lúc nhận được huân chương sao vàng. Đây là một kỷ lục tuyệt đối trong thời bình của quân chủng hải quân. Tôi cũng đã được thông báo rằng tôi sẽ không được biết tại sao 3 sĩ quan của sư đoàn lại nhận được huân chương sao vàng. Nhưng ít nhất ông có thể gợi ý điều gì khiến họ được trao những phần thưởng này không? Họ đến từ các tàu ngầm khác nhau, hay họ đã cùng nhau đạt một kỳ tích tuyệt vời nào đó? Làm thế nào để một thủy thủ tàu ngầm hiện đại có được sao vàng? Vâng, anh biết đấy. Tất nhiên, họ giành được sao vàng trong các chiến dịch khác nhau. Đây là những gì tôi có thể nói với anh một cách thoải mái. Huân chương không phải là thứ có thể trao cho bất kỳ ai, cả từ thời Liên Xô hay bây giờ. Tổng tư lệnh nói rằng phải mất hơn chục năm nữa chúng ta mới biết được thành tích của những người anh hùng, thủy thủ tàu ngầm này. Và luôn luôn như vậy, thế là đủ để nhớ đến những con tàu mãnh thú của đế chế Nga. Lớp Jaguar, báo đốm, Panzer, báo đen, chita, báo ghepa, Leopard, con báo, Tiger, hổ, wolf, sói và cả bò lợn rừng. Tất cả những cái tên huy hoàng này đều là di sản từ thời sao Hoàng. 15 tàu ngầm lớp Jaguar, báo đốm đã được chế tạo, tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất và nội chiến, nơi chúng chiến đấu dưới lá cờ công nông của Hồng quân. Tàu ngầm Panzer Báo Đen phục vụ lâu nhất hơn 40 năm. Đây là bức ảnh nổi tiếng cho thấy nó đang đậu ở bến cảng Saint Petersburg. Nó đã tham gia một cuộc diễu hành trên sông Neva vào ngày 31 tháng 8 năm 1919 Gần đảo Sika, chiếc tàu ngầm này đã thực hiện một động tác điều luyện tấn công khu trục hạm mới nhất của Anh là Victoria. В городе Санкт-Петербурге участвовала в параде на Неве. И 31 августа 2019 года у острова Сыскар, эта подводная лодка, совершила искусственный маневр, атаковала новейший английский эсминец «Виктория». Vì vậy, đó là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi, hạm đội Công Đồng Đỏ. Và nếu quý vị nhìn ra xa hơn, có cả hạm đội của Sao Hoàng nữa. Vì vậy, đó là chiến thắng đầu tiên của hạm đội tàu ngầm Sao Hoàng Liên Xô Nga, và điều đó diễn ra cùng với Panzer Báo Đen. Vâng, điều đó hoàn toàn đúng. Panzer Báo Đen đã thực hiện điều đó. Chiếc Panzer Báo Đen hiện đại, chiếc lâu đời nhất trong số những tàu đang hoạt động cùng loại, được hạ thủy dưới thời Liên Xô, và nó có tên của một loài mèo, và điều này thực đáng ngạc nhiên. Hồi đó, tàu ngầm đều không có tên, hoặc nếu có đều gắn liền với chủ nghĩa cộng sản và Komsomol. Đôi khi, chúng được đặt tên theo các thành phố. Sư đoàn Mãnh thú hóa ra là đơn vị quân đội đầu tiên có cơ hội thể hiện tính cách của mình và thậm chí khoe cả nanh vuốt. Đây là biểu tượng của tàu ngầm hạt nhân, có hình ảnh cảnh săn mồi cắn đôi một con tàu. Nếu tôi không nhầm, trông giống như một tàu ngầm NATO. Đây có phải là quân hàm chính thức không? Ông có thể đeo chúng trong hoạt động chính thức không? Vào lễ kỷ niệm 15 năm thành lập sư đoàn, chúng tôi đã đặt làm biểu tượng này. Và sau một thời gian, các thủy thủ tàu ngầm đã đeo chúng trên áo. Chiếc tàu ngầm bị cắn là tàu ngầm lớp Los Angeles, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những kẻ săn mồi dưới nước của chúng ta. Họ luôn tiếp cận chúng ta, và chúng ta cũng làm vậy với họ. Tuy nhiên, hai bên không nhìn thấy nhau vì tàu ngầm không có cửa sổ. Không chính xác lắm khi nói đây là trò trốn tìm. Tuy nhiên, về tình huống thì rất giống như vậy. Mọi người đều bị bịt mắt và dò đường bằng tai, sau đó tìm mục tiêu của mình. Đó có phải là điều được thực hiện phần nào khi tập luyện, bám đuôi kẻ thù, theo dõi chúng trong im lặng không? Chúng tôi có những nhiệm vụ chống tàu ngầm riêng cho việc này. Tất cả đều có trong chương trình huấn luyện. Các tàu ngầm đang thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm để tìm kiếm và giám sát tàu ngầm khác. Vâng, quý vị nghe nói rồi đấy. Chúng ta từng nghĩ rằng giám sát là công việc của các điệp viên, đặc vụ và thám tử tư. Nhưng hóa ra giám sát là một khóa đào tạo hoàn toàn chính thức của các thủy thủ tàu ngầm. Một phần cụ thể được khoanh vùng trong một khu vực xác định, nơi hai tàu ngầm sẽ đi theo nhau đến một điểm cụ thể. Như vậy, bằng cách này chúng ta kiểm soát được các điều kiện, và sau đó các điều kiện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Điều này có nghĩa là không có trò chơi, không có quy tắc. Có thể nói, một chiếc tàu ngầm tìm kiếm chiếc khác một cách mò mẫm. Nó giống như một cuộc đấu thẳng thắn trên sân, dùng tất cả các biện pháp cần thiết để tìm và tiêu diệt, đúng vậy. Và người ta nói rằng nhiệm vụ chính của ông là bao quát mọi hoạt động của các tàu ngầm chiến lược. Đó là một trong những hoạt động của tàu ngầm chúng tôi, một trong những hoạt động quan trọng nhất, nhưng chưa phải là hoạt động chính. Ông có thể giải thích cho chúng tôi biết về cách bảo vệ một chiếc tàu ngầm? Rõ ràng là bằng cách này hay cách khác, các tàu ngầm của NATO luôn muốn đến gần nó hơn. Có cách nào đẩy chúng ra xa, để chúng không luồn xuống dưới chân ông không? Vâng, để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tính ổn định trong chiến đấu của các tàu ngầm chiến lược, nhiệm vụ chính của chúng tôi là duy trì sự ổn định trong chiến đấu của các tàu này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi luôn phải ở giữa đối thủ tiềm năng và mục tiêu cần được bảo vệ. Đằng sau cụm từ này, ở giữa đối thủ tiềm năng và mục tiêu được bảo vệ, tiềm ẩn một rủi ro khó tin khi liên tục phải sống với tư thế sẵn sàng chịu đòn. Để hiểu những gì tôi đang nói, hãy nhớ cách các phi công quân sự Nga làm với 001 ở Syria. Khi máy bay đang tiến đến bãi đáp, các chiến đấu cơ hộ tống đã áp sát máy bay của Tổng thống đến mức chỉ một chút nữa sẽ chạm vào cánh của nó. Nếu một cuộc tấn công xảy ra trong tình huống như vậy, chính các máy bay chiến đấu sẽ có nghĩa vụ che chắn cho nguyên thủ quốc gia. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng quý vị cần phải làm điều tương tự nhưng ở dưới nước, và thêm vào đó không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, bảo vệ các mục tiêu chiến lược chỉ là một phần trong công việc của sư đoàn Mãnh thú. Những người phục vụ trên những chiếc tàu ngầm này là những thợ săn cả trong cuộc sống lẫn nhiệm vụ của họ. Vì vậy, khi ông nói rằng họ là những thợ săn trong cuộc sống, với tư cách là người chỉ huy sư đoàn, ý ông là chính mình cũng là một thợ săn, ngay cả khi đang ở cùng gia đình hay đang lái xe ô tô, điều đó có ảnh hưởng đến ông không? Phải, chắc chắn rồi. Tất nhiên, thợ săn là một trạng thái của tâm hồn. Và tất cả tàu của ông dưới nước, trước hết chúng là những thợ săn. Vâng, đó là chức năng chính của chúng tôi. Tất nhiên, thứ nhất chúng ta đều hiểu rằng thợ săn liên tục bị săn đuổi. Thứ hai, tàu ngầm là một thiết bị chịu nhiều nguy hiểm. Chỉ cần ở trên đó, quý vị đã mạo hiểm mạng sống của chính mình. Đó là lý do tại sao tất cả các binh sĩ của Sư đoàn Mãnh thú, thực tế là trên tất cả tàu ngầm của Nga, đều tham gia các khóa học sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt một cách có hệ thống. Cháy, lỗ thủng, ai biết được điều gì có thể xảy ra trên tàu ngầm, phải sẵn sàng cho mọi thứ. Nơi tôi đang ở bây giờ là một khu huấn luyện liên hợp. Nó nằm ở đây, tại Gadzhievo. Đây là nơi các thủy thủ tàu ngầm được huấn luyện mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên tàu ngầm hạt nhân. Theo như tôi hiểu, cuộc họp giao ban hiện đã kết thúc. Cuộc họp giao ban kết thúc, có ai không hiểu không? Về vị trí. Theo kế hoạch luyện tập, vị trí của tôi là trên một chiếc máy hơi cứu sinh. Chúng tôi hiện đang diễn tập một tình huống khi tàu gặp nạn. Tất cả chúng tôi đang ở trên mặt nước. Và đây, bị uống một ít nước. Nhưng nhìn chung, nhiệm vụ giải cứu hoàn hảo. Trong khóa huấn luyện này, nhiệm vụ chính của các thợ lặn là nhanh chóng mặc bộ quần áo cứu hộ và lặn xuống bên trong bể, sau đó lên bè. Điều quan trọng là công việc này phải trở thành phản xạ tự nhiên, không phải suy nghĩ kỹ, mà thân tay chân tự biết phải làm gì và làm như thế nào. Đó là lý do tại sao các thủy thủ này nhảy xuống nước hết lần này đến lần khác, trèo lên bè, sau đó lại nhảy, sau đó lại leo lên. Họ lặp đi lặp lại điều này suốt thời gian phục vụ trong quân đội, trong nhiều năm, nhiều thập kỷ. Ngay cả khi phản xạ tự nhiên đã đi vào trong máu của họ, cũng chưa là gì cả, và họ cho tôi cơ hội để tận hưởng bài tập rèn luyện bất tận này. Hóa ra, mỗi thủy thủ tàu ngầm đều có trang phục trên tàu. Đúng vậy, trên tàu ngầm, mỗi thủy thủ có hai bộ quần áo. Đây là một bộ đồ lặn cứu hộ. Vâng, bộ mà anh đang mặc bây giờ được thiết kế để giày tàu khi đang ở trên mặt nước. Một người có thể nhảy thẳng xuống biển khi mặc những bộ đồ này. Nó giúp cơ thể ở trong nước với nhiệt độ ấm trong vài giờ, không bị tê cóng, không chết. Đây chính xác là những gì xảy ra với tàu ngầm Komsomol. Những người ở đó được xác nhận là bị tê cóng nghiêm trọng dẫn đến tử vong bởi vì họ không có bộ quần áo tương tự. Vâng, hiện nay những bộ quần áo này đã được trang bị trên các tàu. Tại đây, tại căn cứ huấn luyện, trong một bể nước ấm, các hoạt động cứu hộ đang diễn ra mà không gặp bất cứ sự cố nào. Nhưng các thủy thủ trên tàu ngầm Komsomol đã phải chìm trong làn nước lạnh giá của biển Baltic. Họ nói rằng nhiều người chỉ đơn giản là không có thời gian để mặc những bộ quần áo cứu sinh. Bây giờ quý vị đã hiểu việc rèn luyện phản xạ tự nhiên để làm gì. Chúng ta có gì đây? Vâng, tiếp theo đây là thiết bị I-DAM 59C của chúng tôi, được thiết kế để các thủy thủ thoát khỏi tàu ngầm bị chìm, và nó hiện đã là một phần của NSP, một thiết bị cứu hộ tàu ngầm, và nó cũng phù hợp với các thiết bị tương tự SGPA, SGP. Tức là chúng tôi sử dụng cái này để rời đi từ chiếc tàu ngầm bị chìm, qua ống phóng ngư lôi, nó cũng có tác dụng đó nữa. Có một lần, tôi đã đi qua ống phóng ngư lôi này, nói chính xác là bò về phía trước từ cm trong một đường ống hẹp, và không thể nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, tất cả những lối thoát này thường là phương án cuối cùng. Nếu tàu ngầm gặp sự cố và chìm xuống đáy, hầu hết các thủy thủ sẽ rời đi trong các khoang phòng đặc biệt. Đây là VSK, khoang cứu hộ nổi trên mặt nước. Về mặt kỹ thuật, nó là một tàu ngầm bên trong tàu ngầm. Sự khác biệt duy nhất là không có động cơ nào bên trong cả. Nó giống như một chiếc phao. Chúng tôi tháo khoang cứu hộ này từ tàu ngầm thuộc lớp Borei, mang tên lửa hạt nhân chiến lược trên tàu. Chỉ huy khoang thực hiện các thủ tục kiểm soát việc chuẩn bị các khoang. Video này như một cuốn sách hướng dẫn nêu chi tiết những việc cần làm. nếu bạn phải rời khỏi một tàu ngầm hạt nhân trong trường hợp gặp nạn. Trong những khung hình này, chỉ huy của Panzer Báo Đen vốn là một sĩ quan cao cấp. Nội dung cơ bản của cuộc diễn tập không thay đổi. Đầu tiên, họ thông báo bắt đầu cuộc di tản. Tiếp theo, mỗi khoang chuẩn bị cho việc rời tàu. Họ tắt tất cả các hệ thống làm việc, rút tất cả các nguồn năng lượng, ngừng động cơ đẩy hạt nhân. Chỉ sau đó, các thủy thủ tàu ngầm mới có thể đi từ khoang này sang khoang khác, đóng các vách ngăn phía sau họ, để rồi đến được các khoang cứu hộ của mình. Đối với câu hỏi có bao nhiêu bộ quần áo trong tủ quần áo của các thủy thủ tàu ngầm, đây là một bộ khác, một bộ đồ lót giữ nhiệt bằng len đặc biệt. Thủy thủ mặc nó khi vào bên trong khoang cứu hộ. Bộ đồ bó sát người họ. Toàn bộ thủy thủ đoàn của Black Panther Báo Đen, hơn 70 con người, nằm gọn trong khoang cứu hộ chật chội này. Sau khi cả đội vào bên trong, thủy thủ cuối cùng vào khoang sẽ đóng các cửa sập bằng một dây cáp đặc biệt. Nhìn kỹ xem, anh ấy đơn giản là không có đủ không gian để làm điều đó bằng đôi tay của mình. Đó là lý do phải dùng cáp. Sau đó, khoang bắn ngược lại và tự nổi lên mặt nước. Hiện chúng tôi đang ở bên trong cabin của tàu ngầm. Không gian này cho phép nước biển mặn bên ngoài tràn vào. Nhưng xét trên thực tế, không có khoang cứu hộ nổi ở khu vực này. Chúng ta thực sự đang ở một xưởng đóng tàu trong thành phố. Xem nước Group, có phải tất cả tàu ngầm của Sư đoàn Mãnh thú đều được hiện đại hóa không? Không, một số tàu ngầm đang được trùng tu và hiện đại hóa tại xưởng chính. Trung tâm sửa chữa tàu Zvenovka ở thành phố Severodvin. Chúng tôi tiến hành sửa chữa tàu ở quy mô nhỏ hơn, sửa chữa theo tình trạng kỹ thuật. Trong lịch sử, có 15 tàu ngầm thuộc đề án 911 đã được chế tạo. 4 chiếc trong số đó hiện đang được đưa vào hoạt động, 3 chiếc khác đã ngừng. Các tàu còn lại đang được sửa chữa và một số đang được nâng cấp. Thực tế là tất cả những kẻ săn mồi của chúng ta đều là những chiếc tàu ngầm thế hệ thứ 3. Chúng đã 30 tuổi. Sau khi hiện đại hóa, chúng sẽ tương ứng với tàu thế hệ thứ 4. Tuy nhiên, các nhà báo vẫn chưa được phép lên các con tàu hiện đại hóa này. Nhưng chúng tôi có thể cho bạn thấy được quá trình đại tu tàu boa lợn rừng diễn ra như thế nào. Nếu các con tàu này là một căn hộ, bạn có thể làm gì với nó? Trang trí lại, thay thế hệ thống nước, điện, gạch trong phòng tắm. Chà, nó chắc chắn không chỉ là trang trí lại vì với khối lượng thực hiện như vậy, chúng tôi đã thực hiện công việc sửa chữa như một vụ tàu hoàn chỉnh. Sửa chữa các van thông gió, van Kingston, dây dẫn chính, chân vịt. Sửa chữa lớp phục cao su đặc biệt và sơn lại toàn bộ thân tàu và các hệ thống khác trên tàu, ảnh hưởng đến tuổi tác của con tàu, khả năng lặn và nổi của nó. Thế còn thiết bị hạt nhân? Chúng tôi cung cấp và tiến hành hợp tác thay thế lõi lò phản ứng hạt nhân. Tình trạng của lớp kim loại như thế nào? Lớp kim loại của đề án này ở trạng thái tuyệt vời, ít nhất là với con tàu này. Các chuyên gia không có ý kiến gì về lớp vỏ của bò lợn rừng, chỉ thay đổi một phần của cao su cây âm. Bây giờ, tàu ngầm của chúng ta đã được phủ một lớp cao su cách âm đặc biệt. Chúng tôi chuyển sang sửa lại. Việc sửa lại, chuẩn bị sửa lại vào tàu. Có bao nhiêu lớp sơn trên tàu ngầm? Nó tùy thuộc vào vật liệu. Chúng tôi sử dụng phương pháp pha sơn khác. Nếu sơn trên cao su, đối với lại thủy tinh cũng vậy. Và phương pháp sơn trên kim loại cũng hoàn toàn khác. Tôi giải thích lý do tại sao chúng ta lại bắt đầu nói về sơn. Thực tế, lớp sơn trên tàu ngầm không chỉ mang tính thẩm mỹ, nó còn có tác dụng chống ăn mòn và có vai trò quan trọng trong cuộc chiến vinh quang chống lại tiếng ồn của tàu ngầm. Ai đã từng đi biển đều biết rằng, sau một thời gian, đáy tàu nào cũng bị cặn lắng dưới biển bám vào. Việc bám vào như vậy ảnh hưởng đến cả tốc độ lẫn tiếng ồn. Đó là lý do tại sao tàu được sơn những lớp sơn đặc biệt nhằm mục đích chống lại sự phát triển của cá bám. Hãy cho khán giả thấy rằng trong trường hợp này, chúng ta có cao su. Tôi dùng búa đập vào nó chỉ để cho bạn thấy rằng nó không cần phải ra bất kỳ âm thanh nào. Và đây là lớp sơn. Chúng tôi đã chuẩn bị xong bề mặt. Lớp sơn lót. Bây giờ chúng ta sơn lớp sơn đầu tiên. Этот слой у нас это грунтовка. Дальше идет эмаль. Слой эмали. Ở một số chỗ, công nhân sơn nhiều lớp, ở những chỗ khác chỉ một lớp. Vì sao lại như vậy? Thông tin này, đây là thông tin mật, đến chúng tôi cũng không được biết. Theo những gì tôi được biết, lớp bảo vệ đi cùng với lớp trắng ngoài, và sau đó là hai lớp phủ chống rỉ. Lớp bên ngoài là lớp bảo vệ chống lại các loài động vật giáp xác, vi sinh vật phù du. Và vì lớp sơn chống rỉ không thể phủ ngay lên lớp lót, nên chúng ta có một lớp trắng trung gian và lớp sơn giữa chúng. Nếu ngày mai có chiến tranh và chỉ cần sơn chiếc tàu ngầm khổng lồ này càng sớm càng tốt, sẽ mất bao nhiêu ngày? Chà, lớp sơn dày nhất trên con tàu này là 5 lớp, do đó tương ứng sẽ mất 5 ngày. Trong 5 ngày sau, 5 ngày, tương ứng với đó, 4 đến 5 thiết bị sẽ được dựng lên và làm việc 3K suốt ngày đêm. Vâng, chúng tôi có thể sơn được. Tức là bạn sẽ mất 5 ngày để sơn thứ khổng lồ này, để có thể sơn toàn bộ con tàu. Tất nhiên, tôi sẽ không được sơn toàn bộ con tàu, nhưng vài lớp sơn thì tôi được phép làm thử. Các chuyên gia nói với tôi rằng, điều chỉnh là để tránh sơn đọng và nhỏ giọt. Thêm một đặc điểm nữa về công nghệ này là áp dụng ở đây rất mạnh khiến sơn chui vào từng lỗ nhỏ một. Một chỗ không nhãn, nhờ đó nó tạo thành một lớp sơn bền chắc không bị bong ra dưới nước. Tôi hiểu đúng không? Vâng, anh nói đúng, giữ đó. Mà nó vào, giúp tôi. Đúng vậy ư? Kiểm tra xem mọi thứ đã chặt chưa? Vâng, được rồi. Hãy thử thôi. Và lớp sơn này cũng khô gần như ngay lập tức, nhưng quan trọng nhất là sơn vẫn đàn hồi. Điều này thực sự quan trọng đối với tàu ngầm. Vai trò nghiệm thu từ phía quân đội là gì trên chiếc tàu ngầm này? Đây là sửa chữa, không phải đóng mới. Trong trường hợp này, vai trò nghiệm thu bên phía quân đội là kiểm soát tiến độ công việc và tất nhiên tiến hành đánh giá nghiệm thu chất lượng công việc đã được thực hiện ở giai đoạn cuối. Thủy thủ đoàn sẽ tham gia đánh giá chất lượng chứ. Theo như tôi thấy, mọi người sống ở đây cả ngày lẫn đêm. Theo các văn bản quản lý, thủy thủ đoàn và bộ phận kiểm tra chất lượng của nhà máy cùng tiến hành nghiệm thu. Những người ở đây, những người được gọi là nhân viên, ở đây suốt cả ngày. Họ làm việc theo ca. Điều đang nói là mặc dù thực tế chúng tôi hiện đang ở một xí nghiệp bí mật, nơi chúng tôi phải kiểm tra an ninh ở cửa ra vào và kiểm tra giấy tờ nữa. Tuy nhiên, vẫn có những người bảo vệ có vũ trang, luôn đứng ở lối vào của cơ sở. Những người này lấy từ thủy thủ đoàn phải không? Vâng, từ thủy thủ đoàn. Ngoài việc bảo vệ thông thường, họ còn đảm bảo an toàn cháy nổ cho tàu. Bò lợn rừng là loài động vật không săn mồi duy nhất trong sư đoàn mãnh thú. Mặt khác, đây là tàu ngầm hạt nhân duy nhất của Nga từng chính thức cập cảng NATO tại thành phố Brest của Pháp vào năm 2004. Tàu ngầm hạt nhân của chúng tôi đã hoạt động cùng với tàu ngầm hạt nhân và các tàu mặt nước của Pháp. Đó là một điều lạ đối với chúng tôi hồi đó, bây giờ vẫn vậy. Sau cuộc tập trận, một tàu ngầm Nga lần đầu tiên tiến vào một cảng của NATO và thủy thủ tàu ngầm Nga thậm chí còn được phép đi dạo quanh căn cứ này. Điều này chưa xảy ra trước đây. Đương nhiên, với những hiểu biết chuyên môn về công việc của chúng tôi, việc có cơ hội đến thăm một cảng nước ngoài là điều đáng giá. Tuy nhiên, trước đây việc này không thường xuyên xảy ra. Nhưng đây là một chuyến thăm quốc tế chính thức của thủy thủ tàu ngầm chúng ta. Đối với công nghệ thực tế, có một huyền thoại về một chiến dịch vào năm 2008. Câu chuyện đặc biệt có ý nghĩa vì nó xảy ra sau kỷ nguyên 90 khó khăn và nghèo túng, khi phương Tây nghĩ rằng hạm đội tàu ngầm Nga có lẽ đã bị chôn vùi. Họ nghĩ rằng người Nga không có khả năng làm như vậy nữa. Và chúng ta đã làm được. Nói một cách hình tượng, chúng ta đã vẫy tay ngay trước cửa nhà họ từ dưới nước. Chi tiết về chuyến đi này hoàn toàn không được tiết lộ. Nhưng mọi người đều biết chắc chắn là đó không phải là lần đầu tiên. Một trong những hành động nổi tiếng nhất có lẽ là vụ Achina xảy ra vào năm 1987. Lần đầu tiên, 5 tàu ngầm Liên Xô cùng lúc đến bên kia đại dương mà hoàn toàn không bị chú ý và dàn một hàng 5 chiếc ngay trước tổng căn cứ hải quân của NATO. Nhân vật chính của hành động này là các tàu ngầm thuộc đề án 671 RTM được thiết kế tại đây, tại cục thiết kế Malakit. Sau khi nghe tôi nói, người đứng đầu cục thiết kế đã đính chính lại. Họ không dừng tàu trước cổng căn cứ, dù đã tiến đến rất gần. Tôi đã thực sự nhìn thấy hình ảnh từ kính triển vọng của chiếc tàu ngầm. Bờ biển của kẻ địch ở đây trong bức ảnh này không có căn cứ hải quân nào mà chỉ có một bờ biển. Tuy nhiên, 5 chiếc tàu ngầm của đối phương cùng lúc xuất hiện về biển là có đủ để dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Mục tiêu chính của hoạt động này không phải để lập bất kỳ kỷ lục nào, mà là để nâng cao kinh nghiệm thực tế về việc triển khai quân, che giấu việc triển khai các nhóm lực lượng chống tàu ngầm ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Tại sao? Bởi vì theo tôi hiểu, trước đó, mọi lối ra, cả trên biển lẫn dưới, đều do NATO kiểm soát. Mỗi lần ra khơi, các tàu đều được yêu cầu phải đi xuyên qua các tuyến phòng thủ chống tàu ngầm. Từ thời điểm đó, rất nhiều thứ phụ thuộc vào các phương pháp sử dụng để phá vỡ các tuyến phòng thủ này, kỹ chiến thuật của thủy thủ và người chỉ huy con tàu, nhưng tuy nhiên, khả năng bị phát hiện là cao. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về các bẫy dưới nước của NATO trong số tiếp theo, nhưng bây giờ điều quan trọng là: thứ nhất, các tàu của chúng ta vẫn vô hình với phương Tây trong hơn một tuần. Và thứ hai, toàn bộ hoạt động này được thực hiện bằng cách sử dụng các tàu thế hệ thứ hai, được đánh giá là khá ồn ào. Chúng đây, những con cá mang Shchuka. Nhưng chỉ vài năm trôi qua, các tàu ngầm thế hệ thứ ba tiên tiến hơn đang dần thay thế những con tàu cũ đã từng thể hiện được khả năng của mình. Ông Vladimir Korolyov, tổng tư lệnh Hải quân Nga đương nhiệm, đã chứng kiến những thay đổi sau đó của Sư đoàn Mãnh thú. Tôi đã ở đó khi chúng tôi chuyển giao từ thế hệ thứ hai sang thế hệ thứ ba. Ở thế hệ thứ ba, tôi từng làm phó sư đoàn trưởng và sau đó là sư đoàn trưởng ở Gadzhievo. Tất nhiên, ở trên con tàu này khiến bạn cảm thấy mình là chủ nhân của biển cả. Tất cả là vì sức mạnh của nó, vị thế khác biệt của nó là một vũ khí hoàn toàn khác. Đề án mới, như chúng tôi đã nói, được gọi là Shchuka-B hoặc cá băng B. Không giống như chiếc cũ, chiếc Shchuka cá băng mới này nhanh hơn, cử động hơn, đồng thời có thể lặn sâu hơn. Nhưng quan trọng nhất, chiếc Shchuka này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn gấp 3 lần so với chiếc cũ và độ hồn giảm hơn 4 lần. Đó là cỗ máy lý tưởng để chơi trò mèo vượt chuột. Đề án mới này được hình thành chỉ trong 1 năm rưỡi. Thực tế là vào thời điểm này, chúng tôi được trang bị những chiếc tàu của đề án Barracuda được làm từ Titan. Tất cả chúng đều tốt, nhưng chúng quá đắt. Vì vậy, các nhà thiết kế sau đó gợi ý điều gì sẽ xảy ra nếu thay thế Titan đắt tiền bằng thép rẻ hơn. Chúng tôi đã nhận được một nhiệm vụ, chúng bao gồm khoảng 110 đầu mục và thêm khoảng 50 đầu mục để bổ sung thêm các yêu cầu đặc biệt liên quan đến việc sử dụng chính xác các loại vũ khí hiện đại và giảm độ ồn của tàu ngầm. Đây là cách những kẻ săn mồi của chúng ta đã được tạo ra. Thậm chí ở đó, người ta có thể thấy rằng các tàu ngầm thế hệ thứ ba mới của chúng ta có thể sánh ngang với các tàu ngầm thế hệ thứ tư của Mỹ Đây là một câu chuyện có thật từ chuyến hành quân độc lập đầu tiên của Panzer Báo Đen. Điểm dừng chân đầu tiên đáng chú ý khi lần đầu chúng tôi tiếp xúc với tàu ngầm nước ngoài. Cuộc tiếp xúc này kéo dài vài ngày và vào thời điểm đó, nó là kỷ lục về giám sát lâu nhất của hải quân. Chuẩn úy hải quân Alexander Ragan đã phục vụ trên con tàu này hơn 30 năm. Ông là một trong những người đã nghe tiếng động dưới nước của tàu nước ngoài trong gần một năm. Trước đây, các thủy thủ tàu ngầm mơ cũng không thể làm được điều như vậy. Còn về khả năng tự duy trì, tàu có thể ở dưới nước trong bao lâu? Một tàu ngầm của đề án này có thể ở dưới nước mức gần như vô hạn, chỉ bị giới hạn bởi số lượng vật dụng có sẵn trên tàu. Vì vậy, nếu bạn nói về thời gian thì 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Nếu chúng ta cần đặt đủ năng lượng cho 1 năm, tàu có thể ở lại lâu dưới nước như vậy không? Nếu chúng tôi làm đủ lương thực để tồn tại trong 1 năm, tàu ngầm sẽ có thể thực hiện các nhiệm vụ và không tổn hại gì. Đây không phải tất cả thông tin về những con tàu tuyệt vời của Sư đoàn Mãnh thú đồng nhất vô nhị này. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về đề án 971 và ở đó chúng ta sẽ nói về việc trang bị vũ khí cho tàu ngầm. Lần đầu tiên quý vị sẽ được thấy một trong những ngư lôi mạnh nhất thế giới được phóng đi, một trái ngư lôi có khả năng tiêu diệt tàu sân bay chỉ bằng một cú đánh. Và quý vị cũng sẽ thấy một đám cháy trên tàu, theo đó là một trận lũ, nhà bếp, khu nhà ở, tàu y tế. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ nói về cách các tàu ngầm thế hệ thứ tư của Nga được chế tạo để thay thế những con mèo huyền thoại. Смотрите военную приемку ровно через неделю.